BBTV Podcast. Mỹ Duyên và Hàng My rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong podcast câu chuyện cảnh giác của BBTV. Ngày hôm nay chúng ta vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Mỹ Duyên và Hàng My kính chúc quý vị và các bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Mỹ Duyên này, nếu mà một ngày bất chợt nào đó Mỹ Duyên nhận được một lời mời của ai đó từ việc kiếm tiền bằng cách thức đơn giản như là xem, like, chia sẻ các video trên mạng xã hội thì Mỹ Duyên sẽ làm gì nào? Vâng, nghe qua thì có vẻ rất là hấp dẫn đúng không ạ? Nhưng mà Hằng My ạ, không phải tự nhiên lại có thể kiếm tiền một cách dễ dàng như vậy được. Vâng. Nếu mà Mỹ Duyên rơi vào tình huống này ấy, thì Mỹ Duyên sẽ phải cân nhắc trước ạ. Bởi vì không có bữa ăn trưa nào mà miễn phí cả. Biết đâu đó đây lại là cái bẫy lừa đảo thì sao ạ? Và Hằng My cũng đã biết rồi đấy ạ. Các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội thì ngày càng nở rộ. Nếu mà chúng ta không cảnh giác thì chúng ta sẽ dễ dàng bị sập bẫy những đối tượng xấu ạ. Vâng, đúng như là Mỹ Duyên vừa chia sẻ đấy quý vị. Mặc dù truyền thông và các cơ quan chức năng đã cảnh báo rất là nhiều về các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội, nhưng vấn đề là có nhiều người dân tiếp tục dính bẫy. Các chiêu trò lừa đảo cũng thay đổi liên tục về phương thức thủ đoạn, khiến không ít người dân mất số tiền lớn, trong số đó kiếm tiền bằng nhiệm vụ lướt và live video. TikTok là một trong những hình thức lừa đảo đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. Vâng, quý vị ơi, chỉ cần mỗi ngày dành từ 2 cho đến 3 tiếng đồng hồ lướt TikTok và làm theo hướng dẫn là có thu nhập khủng với lời mời chào rất là hấp dẫn này. Đã có rất nhiều người đã không tìm hiểu rõ ràng, thậm chí là bất chấp cảnh báo, vẫn tiếp tục tham gia để kiếm tiền và dính bẫy lừa đảo việc nhẹ lương cao này. Vậy, thủ đoạn lừa đảo này được bọn tội phạm thực hiện như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong podcast câu chuyện cảnh giác của BBTV ngày hôm nay. Thưa quý vị, TikTok là một trong những mạng xã hội thu hút được nhiều người sử dụng trong một vài năm trở lại đây. Hiện đang cạnh tranh với Facebook, YouTube và kiếm tiền từ TikTok cũng chẳng có gì xa lạ với mọi người nữa ạ. Tuy nhiên thì chỉ việc ngồi lướt và like video trên TikTok mà có thể kiếm được tiền thì quý vị cũng cần phải xem lại ạ. Vâng, để kiếm tiền trên TikTok thì người dùng phải trực tiếp sản xuất các nội dung, video, PR sản phẩm hay kinh doanh buôn bán. Nếu không thì người dùng sẽ không được lợi gì từ nền tảng này, bởi TikTok không trả tiền cho người xem video. Vì thế, những công việc hấp dẫn được quảng cáo là chỉ cần xem, thả tim, follow TikTok sẽ kiếm ra tiền với mức thu nhập hàng trăm ngàn đồng mỗi ngày cũng chính là chiêu thức để lừa đảo. Vâng, thưa quý vị, đối tượng mà bọn chúng nhắm đến chủ yếu là các bạn trẻ hoặc những người phụ nữ nội trợ, mẹ bỉm sữa. Vì đây là nhóm người thường có khó khăn về tài chính, lại có thời gian tham gia mạng xã hội nhiều, vì vậy dễ bị chúng tiếp cận. Nhiệm vụ để kiếm tiền thì hết sức đơn giản thôi. Thành viên chỉ cần lên TikTok, xem video bất kỳ, sau đó nhấn like, follow, rồi chụp ảnh màn hình gửi về là được. Gói nhiệm vụ có mức giá càng cao thì xem video càng nhiều và tiền hoa hồng cũng càng lớn. Và sau nhiệm vụ đầu tiên thì hệ thống sẽ để nạn nhân được nhận một số tiền nho nhỏ để tạo niềm tin. Nếu mà muốn rút số tiền thì tiếp tục mua các gói nhiệm vụ cao cấp hơn hoặc là giới thiệu thành công thêm người mới để được nhận hoa hồng. Sau khi mua các gói nhiệm vụ có giá trị lớn, các app website lừa đảo sẽ ngừng hoạt động, xảy ra lỗi hoặc thậm chí là sập hẳn khiến cho người tham gia không rút được tiền. Lúc này người chơi mới nhận ra mình bị lừa bởi kẻ môi giới cũng lặn mất tăm, mà tiền thì đã nạp vào cả triệu bạc. Vâng, câu chuyện của chị CCH 30 tuổi trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội là một ví dụ điển hình. Chị H cho biết rằng là cách đây không lâu, trong lúc đang ngồi sử dụng Facebook thì có một tài khoản tên là Nấm Garana nhắn tin giới thiệu với chị về công việc xem TikTok kiếm thêm thu nhập. Khi mà chị đồng ý thì tài khoản này đã gửi cho chị một đường link và bảo chị gửi link này cùng với cú pháp là 42GTCV cho người dùng Facebook tên là Minh Hoàng. Vâng, và sau khi Minh Hoàng nhận tin nhắn, đối tượng này bảo chị H tải ứng dụng Telegram. Tải xong Telegram thì một người trong ứng dụng này tiếp tục gửi cho chị H một đường link tải app Zing MP3 để bắt đầu sử dụng trò chơi kiếm thêm thu nhập. Vâng, và công việc đầu tiên của chị H là nạp 160.000 đồng. Ngay sau đó chị thu về 240.000 đồng. Ở lần thứ hai thì chị H đã nạp vào 350.000 đồng thì lập tức thu về 450.000 đồng. Sau khi đưa ra nhiều mức chơi, thấp nhất là 5,4 triệu đồng, thu lợi nhuận là 30% hoa hồng. Lúc này thì chị H tiếp tục nhập
thì có một tài khoản trong nhóm báo chị là bấm lỗi, muốn rút tiền về phải nạp vào 28 triệu đồng. Đến lúc này câu chuyện lừa đảo mới thực sự bắt đầu khi các đối tượng liên tục yêu cầu chị H nạp tiền từ 28 đến 108, 245 và 275 triệu đồng để nâng cấp lên VIP 1. Lo lắng vì số tiền vay mượn của người thân đổ vào quá nhiều, muốn rút càng nhanh càng tốt. Nhưng tiếp của chị H vẫn để các đối tượng lừa đảo dùng nhiều câu từ dẫn dụ. Chị H cho biết là chị chỉ thực sự tỉnh táo khi các đối tượng nói với chị là nạp thêm 494 triệu đồng nữa mới đủ 100% để nâng cấp là 55% của tiến trình VIP 1 thì mới được rút hết tiền về. Vâng, thưa quý vị, như vậy theo chia sẻ của chị H là từ khi bắt đầu chơi cho đến lúc tỉnh ngộ thì chị đã chuyển cho nhóm đối tượng này là gần 700 triệu đồng. Và sau đó thì chị đã làm đơn gửi cơ quan chức năng nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có hồi đáp. Theo chị H, một trong những thủ đoạn nữa của nhóm lừa đảo khiến người chơi tin tưởng nữa đó là sẽ có khoảng 2 đến 3 người cùng nhóm chơi với mình. Những người này luôn dễ dàng lấy được tiền từ bọn lừa đảo, từ đó khiến tâm lý người chơi như chị là tin tưởng và muốn theo nhiệm vụ đến cùng. Vâng, điểm chung của những lời mời tham gia này đều nhấn mạnh vào việc kiếm tiền đơn giản, làm tại nhà, thu nhập tốt và hoa hồng cao, lương trả trong ngày để đánh vào lòng tham và ảo tưởng kiếm tiền nhanh của nhiều người. Không chỉ đơn thuần nói về công việc, phía các đối tượng quảng cáo còn đề cập nêu tên những người từng tham gia và con số thu nhập cụ thể để củng cố lòng tin của người chơi. Vâng, thưa quý vị, kiếm tiền online từ tương tác video TikTok thực chất là hình thức vẽ ra nhiệm vụ trá hình để kêu gọi người dùng nạp tiền rồi bất ngờ mất dạng để chiếm đoạt tài sản. Các trang web hầu hết hoạt động dưới dạng ẩn danh, không rõ ràng về nguồn gốc nên khi gặp rủi ro rất là khó giải quyết. Bên cạnh đó thì việc bị lừa mất tiền, các nạn nhân tham gia lướt TikTok kiếm tiền này còn có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân. Bởi vì khi tham gia thì việc đầu tiên là phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để giao dịch. Không ai có thể bảo mật thông tin cá nhân trong trường hợp này, vì thế càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sau. Và cũng theo các luật sư, kêu gọi số lượng lớn người tham gia yêu cầu nộp tiền để được kích hoạt công việc, sử dụng nhiều thủ đoạn để lôi kéo người làm và không trả tiền như cam kết. Những hành vi trên đều có dấu hiệu lừa đảo theo hình thức đa cấp việc làm. Nói về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Tú, công ty luật Fancy cho biết. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng của một số đối tượng hiện nay khiến cho hàng chục hay hàng trăm, thậm chí hàng triệu nạn nhân tham gia là một người dùng, một người đăng ký sử dụng như ấy đã đủ yếu tố cấu thành dấu hiệu, đã có đủ dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự nước ta hiện nay. Làm sao lôi kéo được càng nhiều nạn nhân càng tốt, và đấy là cái phương thức họ làm, cái thủ đoạn họ làm nhưng mang tính chất đa cấp. Được biết là hầu hết các nạn nhân bị lừa tiền từ việc làm trên TikTok đã làm đơn gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, hiện đang phải chờ xử lý. Vậy, nếu bị lừa đảo qua mạng, có lấy lại được tiền hay không? Trả lời câu hỏi này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, các đối tượng sẽ không bao giờ tự nguyện hoàn trả lại tiền cho nạn nhân và càng không có chuyện các đối tượng chịu đàm phán, thương lượng. Các thông tin mà đối tượng này cho bạn biết đều là giả mạo, gian dối và rất khó có thể liên hệ tìm được các đối tượng này. Vâng quý vị ơi, vì thế trong trường hợp này thì nạn nhân chỉ có cách duy nhất là trình báo ra cơ quan công an nơi mình cư trú. Sau này sẽ được giải quyết theo quy trình tố tụng và được coi là bị hại. Về vấn đề này, Trung tá Tống Văn Công, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lưu ý. Đầu tiên ngắt ngay kết nối vấn đề tài sản đối với đối tượng. Thứ hai là các vấn đề thông tin thì cố gắng là giữ đầy đủ các thông tin giao dịch của đối tượng, khẩn trương trình báo với cả cơ quan công an nơi thực hiện việc chuyển tiền, phục vụ công tác điều tra truy xét, phát hiện sớm và trình báo sớm để phối hợp với các ngân hàng để phong tỏa, có thể ngăn chặn được cái việc mà đối tượng là thực hiện việc chuyển tiền rút tiền, thì có thể góp phần là thu hồi một phần cái thiệt hại tài sản mà người bị hại đã chuyển cho đối tượng. Thưa quý vị, cảnh giác về các chiêu trò lừa đảo trên mạng đã được các cơ quan chức năng cảnh báo rất là nhiều lần và trên rất nhiều phương tiện truyền thông, nhưng đến nay vẫn có những nạn nhân mới. Nạn nhân của các vụ việc lừa đảo này sau khi bình tĩnh lại đều có chung nhận định, một phần do thiếu hiểu biết, phần nhiều là do lòng tham. Bởi không có công việc gì, không cần bỏ sức lao động chất xám mà lại có thu nhập cao như vậy. Một số nạn nhân chia sẻ. Bài học lớn nhất là không được tin người quá đáng, không được tin người quá mức. Với cả kiếm tiền thì phải bằng mồ hôi sương nước mắt chứ không thể nào mà kiếm dễ như thế được. Khi mà mình bị lừa rồi thì mình mới tìm hiểu, còn trước khi mà mình làm thì mình lại không tìm hiểu, không bám bảo với gia đình mà tự cứ ngoay ngoay ấy. Chính vì không dám bảo với gia đình, không bám bảo với chồng nên người ta cứ làm vào.
nạp vào để mình lấy tiền ra, nhưng mà càng nạp vào thì lại càng không lấy được tiền ra. Trước tình hình trên thì Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia kiếm tiền trên các ứng dụng TikTok, Telegram. Cần tìm hiểu kỹ các hình thức kiếm tiền, kiểm chứng rõ các thông tin tuyển cộng tác viên trên mạng bằng cách là liên hệ trực tiếp đến số hotline của doanh nghiệp hoặc là các ứng dụng mạng xã hội. Khi mà làm cộng tác viên cho bất kỳ đơn vị nào thì quý vị phải gặp trực tiếp người có thẩm quyền để ký hợp đồng làm cộng tác viên, kiểm tra rõ về các thông tin công việc, mức và hình thức trả lương, hoa hồng nhận như thế nào quý vị nhé. Đặc biệt là quý vị nên cảnh giác với các công việc cần phải bỏ tiền để đầu tư, yêu cầu đặt cọc, chuyển khoản tiền trước, kiểm tra xác minh các tài khoản mạng xã hội, những số điện thoại lạ mời gọi tham gia đầu tư và đặc biệt là không cung cấp hình ảnh thông tin cá nhân như là căn cước công dân, tài khoản ngân hàng cho người lạ, không truy cập hoặc là đăng nhập vào các đường link, ứng dụng lạ khi mà chưa rõ thông tin quý vị nhé. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải thường xuyên cập nhật tìm hiểu về các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời tuyên truyền chia sẻ đến người thân bạn bè của mình các hình thức lừa đảo này để phòng ngừa. Và quý vị nếu nhận thấy dấu hiệu nghi ngờ thì cần liên hệ ngay đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, tư vấn, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Vâng, thưa quý vị, tiền thì ai cũng muốn vì nó là phương tiện để chúng ta thực hiện rất rất nhiều ước mơ hoài bão. Nhưng bù lại chỉ khi được tạo ra bởi giá trị, đồng tiền mới thật và bền vững. Tiền của mình là thật nhưng mạng là ảo. Đã kiếm tiền thì khi trao đổi giá trị, mỗi bên phải được tiền hoặc thứ có giá trị tương đương. Nếu mà nằm ngoài nguyên tắc này thì đều phải cân nhắc đến yếu tố có tính lừa đảo quý vị nhé. Vâng, hy vọng những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong câu chuyện cảnh giác ngày hôm nay đã giúp quý vị có thêm những kiến thức cần thiết để phòng tránh những thủ đoạn lừa đảo tương tự trên không gian mạng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành và theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.